kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong video này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao mới nhất, nóng nhất chúng tôi vừa cập nhật. Cái tát cảnh tỉnh Arsenal thất bại 0-1 trước Newcastle ở vòng 10 Premier League mùa giải 2024-2025 đặt ra câu hỏi cho tham vọng vô địch của Arsenal. Trận đấu sang nhà nhất của Arsenal trong mùa giải Premier League lại mang đến nỗi thất vọng lớn nhất. Tại sân St James Park, pháo thủ không chỉ để thua mà còn bị Newcastle vượt mặt ở tất cả khía cạnh trong trận đấu. Pha lập công duy nhất của Alexander Isak giúp Trích Tròe giành chiến thắng tối thiểu, trong khi Arsenal dù vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước có nguy cơ phải gác lại giấc mơ vô địch. Hai năm trước tại chính sân vận động này, Arsenal từng chịu thất bại đau đớn và đánh mất suất tham dự Champions League. Giờ đây họ lại đối mặt với viễn cảnh tương tự nhưng ở một mức độ nghiêm trọng hơn, với thất bại thứ ba trong 4 chuyến làm khách gần nhất trên sân St James Park, Arsenal đánh mất 3 điểm, đồng thời lộ rõ nhiều điểm yếu có khắc phục. Thầy trò Arteta bước vào trận đấu với phong độ không mấy ấn tượng, chỉ 1 điểm trong 3 trận gần nhất, trong đó có 2 trận thua liên tiếp trên sân khách. Không còn lý do để đổ lỗi cho sự thiếu hụt về nhân sự bởi họ vẫn ra sân với đầy đủ đội hình. Tuy nhiên, toàn bộ 90 phút của trận đấu, Arsenal chỉ tung ra được đúng một cú sút trúng đích, một con số đáng báo động cho một đội bóng nuôi tham vọng vô địch. Chúng tôi xứng đáng thua, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận trong cuộc họp báo sau trận. Vấn đề không phải là việc giành ngôi vô địch mà là phải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình mỗi tuần. Đáng tiếc là Arsenal chưa thể hiện được điều đó trong trận đấu này. Arteta cũng bày tỏ sự thất vọng khi đội bóng của ông không thể hiện được sự sắc bén và tinh tế trong cách triển khai bóng. Trái lại, Newcastle làm tốt hơn, họ giữ sạch lưới, chớp cơ hội và ghi bàn một cách hiệu quả. Pha kiến tạo chuẩn xác của Anthony Gordon giúp Isak lập công ngay từ đầu trận và từ đó Newcastle chơi chặt chẽ, phòng ngự kiên cường để đảm bảo tỷ số. Ngược lại, Arsenal tỏ ra bế tắc trong tấn công và gần như không có mối đe dọa nào thực sự nguy hiểm. Pháo thủ kiểm soát bóng khá tốt nhưng không thể khai thác thành công để tạo ra những pha dứt điểm chất lượng. Trong bối cảnh Bukayo Saka bị hậu phải Lewis Hall của Newcastle khóa chặt, Arsenal thực sự nhớ tới sự sáng tạo của đội trưởng Martin Odegaard. Thiếu đi sự dẫn dắt của cầu thủ này, đội bóng của Arteta trở nên đơn điệu và dễ dàng bị bắt bài. Leandro Trossard, người thường mang đến niềm hy vọng mỗi khi ra sân, cũng thi đấu mờ nhạt. Arteta có thể đã hối hận khi không tung Ethan Nwaneri vào sân từ đầu, thay vào đó là dùng anh như một lá bài cứu nguy trong hiệp 2. Sự chú trọng vào thể hình và sức mạnh cơ bắp của Arteta có vẻ phản tác dụng trong trận này. Arsenal có thể to lớn về thể hình nhưng lại thiếu đi sự tinh tế trong lối chơi. Trong khi đó, Newcastle triển khai lối chơi với sức mạnh và năng lượng bền bỉ, ép pháo thủ phải thi đấu theo cách của họ. Arteta thừa nhận, chúng tôi bị cuốn vào lối chơi mà họ mong muốn. Cơ hội cho Arsenal là rất ít, nhưng cú sút của Declan Rice và một pha dứt điểm hụt ở phút vừa giờ đều không thể tạo ra bàn thắng. Hàng phòng ngự của Newcastle có chiều cao vượt trội, dễ dàng hóa giải những pha phạt góc của pháo thủ. Một tình huống đáng chú ý khác là pha cản phá xuất sắc của Dan Burn trước Leandro Trossard. Tuy nhiên, Newcastle không chỉ chiến thắng nhờ bàn thắng sớm của Isak mà còn bằng sự kiên trì và nỗ lực không mệt mỏi. Điều này thể hiện rõ ràng qua cách họ phòng ngự chắc chắn và gây áp lực lên Arsenal từ mọi phía. Anthony Gordon, cầu thủ kiến tạo cho Isak, tiếp tục chứng minh khả năng tạo đột biến của mình ở những trận cầu lớn. Trận thắng trước Arsenal, Newcastle vực dậy tinh thần sau chuỗi 5 trận không thắng trước đó. Chiến thắng này càng có ý nghĩa khi được tiếp nối sau trận thắng trước Chelsea ở Carabao Cup. Một lần nữa, người hâm mộ tài sai hân hoan trong niềm vui chiến thắng và Eddie Howe, huấn luyện viên của Newcastle cũng cho thấy khả năng truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần chiến đấu của đội bóng. Trận đấu không thực sự đẹp mắt về kỹ thuật nhưng đó là màn trình diễn của ý chí và nỗ lực. Với Arsenal, trận thua này làm ảnh hưởng tới cơ hội vô địch và đặt ra câu hỏi lớn về khả năng cạnh tranh của họ. Hiện tại, pháo thủ không còn là đội bóng đáng sợ và hiệu quả như đầu mùa giải. Sau trận đấu, Arsenal để lọt lưới 10 bàn trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, một con số đáng lo ngại với một đội bóng tham vọng. Thất bại trước Newcastle cũng đặt Arsenal vào thế khó khi phải đối mặt với các đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ như Liverpool và Man City trong thời gian tới. St James Park từ lâu đã là thử thách mà các nhà vô địch thực sự có thể vượt qua, nhưng Arsenal không làm được điều đó. Bournemouth 2-1 Man City, ngay buồn của Erling Haaland. Dù phải làm khách tại Vitality, nhưng với đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Premier League cùng đội ngũ nhân sự vượt trội, nhiều người đã tiên liệu về một chiến thắng dành cho Manchester City. Song thực tế, Bournemouth mang tới rất nhiều bất ngờ dành cho quân đoàn của Pep Guardiola. The Citizen có phần choáng ngợp trước cách nhập cuộc nhanh, triển khai lên bóng đầy tốc độ, đặc biệt là những miếng đánh biên của đội chủ nhà, và sớm nhận gáo nước lạnh ngay từ phút thứ 9. Như bị chạm vào lòng tự ái, họ đã vùng dậy đáp trả quyết liệt.
nhưng lại rơi vào trạng thái bế tắc. Riêng hiệp 1, đội bóng này dứt điểm 5 lần thì tất thảy đều trượt mục tiêu. Sang đến hiệp 2, số lần sút bóng tăng gấp 3 lần, song rốt cuộc chỉ có một bàn thắng. Và pha lập công ấy đến từ một hậu vệ, đó chính là Josko Kvadio, khi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 82. Erling Haaland là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhiều nhất tại Viality. Trong sơ đồ 4-1-4-1 của Pep Guardiola, ngôi sao người Na Uy tiếp tục đóng vai trò trung phong cắm. Ý thức rõ được độ nguy hiểm của Haaland, huấn luyện viên Andoni Iraola phía Bournemouth đã bố trí Marcos Senesi đeo bóng tiền đạo mang áo số 9 như hình với bóng. Bên cạnh đó, Ilya Zabani cũng thường xuyên ập vào yểm trợ. Giữa vòng cương tỏa ấy, Erling Haaland khá vô vàn khó khăn, nhất là trong hiệp 1, và nhiều lúc sợi dây liên lạc với các vệ tinh phía sau như UK Gundogan, Bernardo Silva, Phil Foden hay Matheus Nunes bị cắt đứt. Khi vùng vẫy để thoát ra thì cầu thủ này lại kém duyên trong những tình huống cuối cùng. Cả trận, Erling Haaland có 6 cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Mark Travers, nhưng chỉ 2 trong số đó trúng mục tiêu. Và bóng một lần chạm vào khung gỗ. Chân sút 24 tuổi này còn bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn trước một đối thủ trên phòng ngự phản công chủ động. Tốc độ lên bóng và tính đột biến trong cách triển khai tấn công của Manchester City đã không được thể hiện ở mức độ cao nhất. Đã vậy, hàng thủ của họ có nhiều fan lúng túng trước những pha đột kích của đội chủ nhà và thường bị khoét nơi vị trí hậu vệ phải do đội trưởng Kyle Walker đảm nhiệm. Điểm sáng le lói của The Citizen ở trận này có lẽ đến từ hành lang trái với sự kết hợp giữa Matheus Nunes cùng Josko Kvaratskhelia. Sau thất bại 1-2 trước Tottenham Hotspur hồi giữa tuần, qua đó bị loại khỏi cúp Carabao Cup, Manchester City tiếp tục nhận thêm trận thua cay đắng trước đối thủ chiều dưới Bournemouth và bị Liverpool vượt mặt trên bảng xếp hạng Premier League sau 10 vòng. Rõ ràng, những tham vọng của thầy trò Pep Guardiola ở mùa này đang gặp phải vô số va đập khắc nghiệt. Về phần Erling Haaland, anh vẫn là chân sút tốt nhất của Manchester City từ đầu mùa, ghi 14 bàn sau 14 trận trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Premier League, anh hiện có 11 lần lập công. Tuy vậy, điều đáng lo ngại là Haaland chỉ ghi một bàn trong 5 trận gần nhất ở giải đấu này và bỏ lỡ khoảng 6 cơ hội ngon ăn rõ rệt. Ở vòng 9, dù ghi bàn thắng duy nhất trong thắng lợi 1-0 của Manchester City trước Southampton, nhưng Erling Haaland lại có một pha bỏ lỡ rất khó tin, sút bóng ra ngoài khi khung thành trống hoác sau quả căng ngang dọn cỗ của Savinho. Thậm chí, nhiều cổ động viên phải thốt lên rằng đây là một pha bỏ lỡ của mùa giải. Erling Haaland vẫn là một trong những tiền đạo hàng đầu của bóng đá thế giới vào thời điểm hiện tại. Khi đạt trạng thái thăng hoa, anh trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng thủ. Thế nhưng, trong những ngày ẩm ương, chân sút này có thể đá bay hàng loạt cơ hội mà trận đấu với Bournemouth vừa qua là đơn cử. Chẳng có con đường nào chạy đầy hoa hồng và Pep Guardiola phải sớm đưa Manchester City trở lại đường dây chiến thắng quen thuộc trước khi quá muộn. Đặc biệt, cựu huấn luyện viên Barcelona cần giúp tiền đạo chủ lực Erling Haaland tìm lại phiên bản hay nhất của mình. Đặc quyền của Tuchel ở tuyển Anh, Liên đoàn bóng đá Anh cho phép huấn luyện viên người Đức làm việc từ xa trước khi chính thức nhận việc vào tháng 1 năm 2025. Daily Mail cho biết Tuchel sẽ không bị áp lực phải tham gia các cuộc họp hàng ngày tại trung tâm huấn luyện Gerrard Park. Sự sắp xếp này của FA với Tuchel khác biệt đáng kể so với Southgate. Cựu huấn viên tuyển Anh đã phải làm việc tại trung tâm huấn luyện của Tam Sư đều đặn 3 ngày mỗi tuần trong suốt 8 năm nắm quyền. Ngoài ra, Southgate và trợ lý Steven Holland thường xuyên đến xem trung bình 5 trận đấu Premier League mỗi tuần. Theo The Sun, Tuchel sẽ tham gia một số cuộc họp với các huấn luyện viên trẻ tuyển Anh, nhưng vẫn sẽ theo hình thức làm việc trực tuyến. Trước đó, cựu huấn luyện viên Chelsea và Bayern Munich cam kết sẽ sang Anh sinh sống để tiện làm việc. Huấn luyện viên 51 tuổi này không xa lạ với cuộc sống tại Anh. Tuchel từng có 18 tháng làm việc ở xứ sở sương mù khi dẫn dắt Chelsea. Ông phát biểu hồi tháng trước: "Tôi yêu cuộc sống tại Anh và muốn mau chóng trở lại đây. Tôi cũng muốn theo dõi Premier League và tiếp xúc với các cầu thủ." Tuchel ký hợp đồng 18 tháng với FA và sẽ nhận mức lương 7,5 triệu bảng trong khoảng thời gian này. Nếu giúp tuyển Anh vô địch World Cup 2026, huấn luyện viên người Đức sẽ nhận thưởng thêm 3 triệu bảng. Thu nhập của Tuchel cao hơn Southgate, người chỉ nhận 5 triệu bảng mỗi năm từ FA. Tuy nhiên, mức thưởng huấn luyện viên người Anh lại cao hơn nếu vô địch một giải đấu lớn 4 triệu bảng. Trận đấu đầu tiên của Tuchel với tư cách huấn luyện viên tuyển Anh dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 2025. Ở hai trận đấu sắp tới và giữa tháng này, huấn luyện viên tạm quyền Lee Carsley sẽ cầm quân. Huấn luyện viên Ten Hag thành thơi xem bóng đá ở Hà Lan trong ngày MU chuẩn bị đấu Chelsea. Huấn luyện viên Ten Hag trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi dự khán trận đấu khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan. Rạng sáng mùng 3 tháng 11, huấn luyện viên Erik Ten Hag được phát hiện dự khán trận đấu giữa Heracles Almelo và NAC Breda thuộc khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quân 54 tuổi lộ diện công khai kể từ thời điểm bị MU sa thải. Vì vậy,
Ông nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Hôm 28 tháng 10, Ten Hag rời MU sau chuỗi thành tích yếu kém từ đầu mùa giải 2024-2025. Cùng ngày rời câu lạc bộ, ông cũng gửi bức tâm thư dài để cảm ơn cổ động viên Quỷ Đỏ, cũng như chúc đội chủ sân Old Trafford có tương lai tươi sáng. Được biết, Ten Hag sẽ nhận 17 triệu euro phí bồi thường hợp đồng. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Hans Kray Jr. cho biết số tiền đó không thể xoa dịu nỗi đau về mặt tinh thần đối với nhà cầm quân 54 tuổi. Tôi hiểu rõ Ten Hag, mọi người nghĩ rằng 17 triệu euro là đủ để ông ấy rời Manchester mà không hề vương vấn. Không, điều đó không đúng. Tiền không phải là vấn đề chính. Ten Hag đã bị hủy hoại hoàn toàn về tinh thần. Về phía MU, đội chủ sân Old Trafford lập tức bổ nhiệm Ruben Amorim, huấn luyện viên của Sporting, là người kế nhiệm Ten Hag. Nhà cầm quân 39 tuổi ký hợp đồng 2 năm rưỡi với tuyển chọn gia hạn 1 năm và dự kiến tiếp quản công việc tại Old Trafford từ ngày 11 tháng 11. Trong thời gian chờ đợi Amorim, Ruud van Nistelrooy, trợ lý cũ của Ten Hag tạm thời nắm quyền dẫn dắt đội. Ở trận ra mắt, van Nistelrooy giúp Quỷ Đỏ giành chiến thắng 5-2 trước Leicester. Vào đêm nay, 23:30 ngày 3 tháng 11, MU sẽ gặp Chelsea trên sân Old Trafford thuộc khuôn khổ vòng 10 Hoàng Anh với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.